Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Như Khả lần nữa nè. Ngày hôm nay thì Tống Kim được top 1 nha, với là 76 ca điểm và 280 người và dứt đầu sau 197 và tử vong 11 và liên chạm 54 này mà. Thì ngày hôm nay thì Khả sau anh em xem xét đồ như là ít hôm chắc có thể là Khả sẽ chuyển về xét hiệp cốt nha mọi người. Con này thì giờ đang đó nè. Thì nói chung là Khả cũng ưng xét hiệp cốt, với cái hiệp cốt Khả thì Khả sẽ có đó là một cái áo hiệp cốt phục hồi 47. Đoạn này cái áo này Khả đang đỡ anh em đọc nè, tới nữa cái gì nếu có mang Khả sẽ đo rất làm gì Khả mang. Rồi áo phục hồi 47. Một ngọc bội kháng tất cả 4, không băng sản lượng 200, 216, nhận sức mạnh 24 và một dây chuyền sức mạnh quân, một dây chuyền sản lượng 192 thì giảm độc 39. Nói chung là ở xét hiệp cốt thì mình đi full tím thì nó sẽ 80 chó 80 chậm cũng ok nè. Nói chung là đây là dự định thôi nè, dự định như đó thôi. Ít hôm nữa nếu có chuyện thì Khải sẽ báo cho anh em xem. Rồi anh em còn xem sơ qua xét đồ ngày hôm nay thì đang được top 1 ngày hôm nay. Đây một ngày hôm nay thì đây tại đang có là một cái cây vũ khí loài sắc nội công 183 nha, sinh lực nội lực thời gian đọc 40, một con nón kháng băng 25 sinh lực nội lực và thời gian đọc 40, một cái áo thì Khả đang có 80 thời gian chống đọc nha, một cái áo phục hồi 40 chậm 40 sinh lực và phòng thủ lý 24 nội lực và một gia truyền làm chậm 40 thì không kháng tất cả nha mọi người, thì Khả đang có 85 chậm. Rồi chó thì Khả đang có hiệu ứng bao tây 25-40 và một ngập bội 19-40 thì có 80 chó. À, 80 chón và 80 chậm, 80 thời gian chống độc, nói chung là full 80. Rồi một cái nhận kháng độc 22 sinh lực, một đôi giày tóc 30 kháng độc và sinh lực nội lực chuyển hóa 9 và một đai lưng kháng lôi chuyển hóa đó. Rồi một cái nhận kháng lôi 27 đó. Nói chung là set đồ này khá là tương đối, kiểu là năm hành tầm trung tương đối thôi nè. Chung là tổng set đồ này cũng không bao nhiêu cả, là tầm này cũng rẻ rồi. Cứ món này tầm khoảng 1 triệu quay đầu này mà. Món 4 dầm thì cứ 1 triệu quay đầu như này. Áo này khoảng 1 triệu hơn. Ở tay này khoảng 1 triệu quay đầu. Đai lưng này cũng vậy nè mà. Đó. Nói chung là tổng số đồ Khải cả người này nó cũng hơn gần 7 triệu thôi nè mà. Người này khoảng hơn khoảng 2 triệu. Này cứ 1 triệu, 1 triệu quay đầu thì nói chung cả số đồ này khoảng tầm 7 triệu thôi, không có nhiều đâu. Cái xác là chưa nói nha mọi người. Nói chung tầm này thì với cái ạc tầm 7 triệu như thế này thì chơi dư sức nè mày. Thì chưa tối nè, đồ thì tầm 7 triệu á. Nói chung cả cái đồ thì Khả nghĩ tầm dao động tầm 10 triệu nữa mà. Nhưng mà cả tầm này thì khoảng 10 triệu nè. Đó, 10 triệu có gạt tầm này chơi nha nè. Đơn giản là thôi. Nói chung là cái này thì có nghe mi á. Đi theo hiệu ứng nghe mi thì lượng kháng nó cũng ok nè. Còn không có nghe mi thì kháng khá thấp. Tại vì Khả không có giá trị kháng cả nè. Đây, nếu không có nghe mi thì lượng kháng Khả có 29, 60, 62, 49 nè. Còn nếu Khả mang kháng cả 16 vào. Đây nè, Khả không có gì kháng cả nè. Nhưng mà điều Khả không mang kháng cả 16 nè. Nhưng mà nó không có hiệu ứng thời gian làm chậm á, nên là đánh tống kim nó không đọc mất 40 làm chậm thôi là không đánh được đâu mà. Đó, nếu mang cái này thì kháng khá ok không? 45 75 75 65 33. Nếu mang kháng cả 16. Đó. Thì nói chung thì được cái này mất cái kia đâu mà. Đỡ lái hướng làm chậm thì đọc mất 80 làm chậm thì vào tống kim mình phải cánh bù lắc lại nè. Cánh bù lại lắc kháng này nọ thì nó mới ok. Còn không có thì nó rất là yếu. Rồi. Cảm ơn em đã theo dõi video này, đừng quên đỡ lại cho Duy Khải một like chia sẻ ủng hộ cho nó mày. Nói chung là cả đồ cái ạc này nọ thì khoảng 10 triệu cái đầu nè mày, nhưng ạc Khải là gọi là tương đối nè mày, ạc nằm top như nè, top server tầm top 10 ít như nè đó. Thì nói chung là khoảng 10 triệu là nên có ạc như Khải chơi này. Còn những ạc mà cấp thấp khoảng 115 16 trở đây thì khoảng vài trăm nghìn đến triệu cũng triệu hơn thôi nè, thì nó khá là rẻ. Rồi hẹn anh em vào những video tiếp theo nha. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với hoạt động ngày hôm nay, đó là đi săn boss nha mọi người. Còn xét hiệp cốt này thì Khải có dự định ở đó, khi nào Khải dùng thì Khải sẽ dùng. Mới mua ngọc bội ba anh em ơi. Rồi, nói chung mua được ngọc bội là tương đương là gọi có đủ set rồi đó. Rồi, giờ đi ép cái phi phong đó. Hôm nay được đã top 1 thì làm cái phi phong khá tất cả nè mà. Ở những server khác thì top 1, 3, 5, 7 này nọ, 1, 3, 5, 7, 9 này nọ, nó sẽ cho kỹ năng mà server này thấy hiếm quá thôi. Không có phi phong kỹ năng nhiều. Không có phi phong kỹ năng nhiều. Đa số là khá tất cả 10 thôi. Rồi, bây giờ thì Khải chuẩn bị.